xin chào anh em. Hôm nay thì mình có nhận được một chiếc iPhone XS của một bạn khách hàng mua bên mình gửi ra nhờ mình xử lý dùm, bởi vì nó đang bị như này này. Đó thì thực ra là mình làm rất là nhiều clip hướng dẫn cách xử lý iPhone bị vô hiệu hóa rồi, và rất tiếc là không có cái clip nào hướng dẫn với XS cả. Thế nên là bạn ấy bảo là anh không có, mình gửi cho mấy clip con X này hay XS Max này, bảo bạn cứ làm theo thế đi. Nhưng mà bạn ấy sợ và không dám làm, và bảo là phải đúng XS Max thì em mới dám làm, nhưng như vậy thì em không dám. Thế bạn ấy gửi ra cho mình, bảo mình làm dùm. Thì tất nhiên là mình sẽ làm cái này là hoàn toàn miễn phí rồi. Đó, chỉ có điều là bạn ấy gửi tận Sóc Trăng thì hơi lâu, mình gửi đi gửi vào mất khoảng tuần ấy. Thế nên là hơi bất công của bạn ấy. Chính vì vậy là mình sẽ làm cái clip này để mình hướng dẫn cho anh em, bởi vì thiếu con nào, iPhone nào thì mình sẽ hướng dẫn con đấy. Thì là mình xem là có nhận là mình thiếu con XS thật. Thế nên là ngày hôm nay thì mình sẽ làm cách clip để hướng dẫn xử lý cái con XS này nhé. Thì thực ra là nó cũng đơn giản như cái chiếc khác máy khác thôi. Thì cái bước đầu tiên là cần chuẩn bị ấy, thì là một cái sợi cáp USB như này, xịn xịn một chút cho mình nhé, và một chiếc máy tính chạy Windows 10 và có mạng, hoặc là mạng được, nhưng mà cái Windows là cái phổ biến, nên là anh em cứ chơi Windows thôi, đúng không? Thì trước tiên thì mình sẽ nói về nguyên nhân vì sao iPhone nó lại bị vô hiệu hóa như thế này. Đó, thì iPhone bị vô hiệu hóa như thế này ấy, là do là chúng ta đặt mật khẩu và bấm sai mật khẩu quá nhiều lần nhé, thì nó sẽ báo bị vô hiệu hóa. Nó sẽ báo bị vô hiệu hóa khoảng 1 phút này, sau đó là báo đến 5 phút này, 15 phút này, sau đó đến 3 phút này, sau đó đến 1 tiếng này, và bấm nhiều quá thì sẽ là vô hiệu hóa vĩnh viễn luôn. Đó, có nghĩa là Apple người ta đặt ra cái đấy là ví dụ như là không phải là người dùng, không phải là chủ nhân thì nó sẽ bị vô hiệu hóa, và tất cả cái dữ liệu ở trong này nó sẽ không sử dụng được nữa. Dữ liệu trên iCloud sẽ sử dụng được, còn dữ liệu ở trong máy sẽ không sử dụng được nữa. Đấy là cái điều mà khi mà xử lý xong vô hiệu hóa sẽ được. Thế nên là bạn nào mà hỏi mình cái câu là có cách nào mà phá ra mà còn vẫn còn dữ liệu không, thì nói thật là cái đấy thì chịu, cái đấy thì mình không hề biết được, chịu, không thể biết được luôn. Đó, chỉ có dữ liệu trên iCloud, trên đám mây ấy là còn, dữ liệu trên Google như gọi là đám mây, như là iCloud này, như gọi là Google Drive này, hay là trên những đám mây khác mà anh em sử dụng ấy thì nó sẽ còn những dữ liệu mà lưu trong bộ nhớ máy này ấy, thì chắc chắn một điều là sẽ không còn sử dụng nữa, bởi vì khi chúng ta làm xong sẽ bị hết mất hết luôn như máy mới. Và một điều nữa cần lưu ý mấy anh em ấy, thì những chiếc iPhone là có hệ thống bảo mật rất là cao, trong đó là cái bảo mật khóa iCloud là bảo mật là gần như là bây giờ chưa thể phá được luôn nhá, chỉ có chính hãng người ta mới có thể can thiệp vào được thôi, chứ còn nếu mà là tư nhân thì gần như là chưa thể nào mà can thiệp được. Thế nên là nếu mà không phải là máy của anh em ấy thì anh em yên tâm, nếu có iCloud thì phá xong anh em không sử dụng được đâu, chắc chắn một điều như vậy, bởi vì có iCloud thì mới đăng nhập được vào bên trong. Thế nên là bạn ấy gửi máy ra cho mình thì bạn ấy bảo bên trong có iCloud, là có bạn ấy cứ phá cho bạn ấy và bạn ấy tự đăng nhập vào iCloud. Thì bây giờ mình sẽ làm như thế nhá. Đó, thì bây giờ ở trên máy tính nhá, là các bạn cùng nhìn vào màn hình máy tính này. Bây giờ ở trên máy tính nhá, là chúng ta sẽ download một cái phần mềm là Bogotool về, thì chúng ta cứ vào Google thôi. Đó, là chúng ta có thể download luôn đấy nhá. Đó, thì cái này là yêu cầu là các bạn này phải có một cái đường truyền mạng tương đối tốt một chút, chúng ta đường truyền mạng phải tốt nhá, Bogotool nhá. Đó, cứ search Bogotool thôi thì nó sẽ ra ngay trang chủ này, là trang bau.com này, ấn download về nhá. Thì cái này mình đã đau về rồi, thế nó có sẵn như thế này. Đâu nhỉ? Để mình xem rồi nào. Xem có chưa? Hay là cái máy này mới cài lại in thì chưa có nhỉ? À đây, có sẵn đây rồi. Đó. Đó là cái phần mềm này hoàn toàn bằng tiếng Việt thôi, nó rất rất dễ sử dụng. Đó, thì việc tiếp theo là chúng ta sẽ cắm cái cáp này vào máy tính nha. Cắm cái cáp vào máy tính. Cáp là chất lượng nó phải tốt một chút. Và chúng ta nên ưu tiên là chúng ta có máy laptop thì nó sẽ tránh trong trường hợp đang chạy bị mất điện, đúng không? Đó, đường truyền mạng thì tốt một chút là được. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cắm cáp vào điện thoại này. Cắm cáp vào thì tất nhiên là bị khóa, nó không bảo gì đâu, nó chỉ rung một cái thôi để báo hiệu thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái chế độ recovery để chúng ta có thể kết nối được vào máy tính và chúng ta chạy lại nhé. Thì vào chế độ recovery thì cũng đơn giản thôi. Các bạn lưu ý nhớ cho mình này, cái bước này rất quan trọng này, là chúng ta sẽ ấn theo cái trình tự phím như thế này nhá. Đầu tiên là chúng ta ấn to tiếng này, rồi nhỏ tiếng này, sau đó chúng ta giữ phím nguồn. Đó, là cứ giữ thôi. Kệ nó, bảo gì kệ nó, cứ giữ thôi. Đến khi nào nó vào chế độ recovery thì thôi nhá. Ấn lại này, mình làm lại nhá, cho các bạn nhớ này, to tiếng này, nhỏ tiếng này, giữ nguồn. Đó, nó hiện là lên kẻ nó, cứ giữ thôi. Mình đang giữ nguồn nhá, cứ giữ thôi nhá. Giữ thì khi nào nó tắt đi cũng giữ, khi nào vào recovery thì thôi, cứ giữ thôi, khi nào máy tính nhận thì thôi. Đó, hiện táo lên cũng giữ nhá, kiên trì giữ nhá.
Đó. À, ok, nó hiện cái này là hiện chế độ recovery này, và ở trên máy tính đó. À, các bạn nhìn này, trên máy tính này thì nó đã báo là hiện tại là thiết bị được kết nối ở chế độ recovery là một chiếc iPhone XS và có CMB cũng như là các thông tin cơ bản như thế này. Đó, cả ngày xuất đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ một là thoát ra chế độ recovery để khóa cho cũ, và hai là nâng cấp nha. Trường này chúng ta chọn nâng cấp để phá mật khẩu này. Ấn vào nâng cấp này. Tiếp nữa là đến cái bước là chúng ta tải firmware. Thì ở đây là chúng ta nên tải bản mới nhất là 14.4.1 này. Những bản beta chúng ta không nên làm nhé, và cũng không nên chọn, mà chúng ta đã tải được ở đây rồi. Nếu các bạn tải ở ngoài có rồi thì ấn nhập vào, còn nếu chưa có thì ấn nút tải về nhé. Mình chưa tải này, mình ấn nút tải về này. Đó, thì cái firmware của nó rất là nặng, nó rơi vào tầm khoảng 6 GB ấy. Thế nên là mình mới nói là các bạn cần chuẩn bị một đường truyền mạng tốt một chút để tải về. Đó, bây giờ chúng ta cùng chờ đợi tải về. Sau khi tải xong thì mình sẽ quay clip tiếp cho các bạn xem nhá. Ok. Ok, nếu mà mạng nhanh thì chúng ta đang nhanh thôi. Mình đao thì mất tầm khoảng 15 phút. Đó, thì sau khi đao xong ấy thì ở cái mục này nó sẽ chọn là đã tải về đấy nhá. Đó, IS 14.4.1. À, một điều là nếu anh em muốn phá cái này thì bắt buộc anh em phải up bản IS cao nhất. Cái này không bao giờ thay đổi được, bắt buộc phải up bản cao nhất, IS cao nhất. Đó, thế nên anh em đang sử dụng iPhone ở IS 13 hay 12 mà anh em không muốn lên thì điều đó không thể làm được. Thế đừng có hỏi mình, bắt buộc phải lên bản IS cao nhất nhá. Đó, thì bây giờ là 14.4.1 rồi đúng không? Đó, thì khi đào xong thì nó có màu xanh và đã tải về ở đây, thì chúng ta lại tích vào đây thôi. Và tiếp theo đó thì ở dưới này này, quan trọng nhất là cái bước dưới này này. Đó, thì nó có một đầu tiên là giữ lại dữ liệu của bạn. Giữ lại dữ liệu của bạn thì anh em nghe đã hiểu đúng không? Mình vừa nói ngay từ đầu ấy, nếu mà giữ lại dữ liệu thì sẽ không phá được. Thế nên là nhiều anh em cứ bình luận vào cái clip của mình, những cái clip iPhone khác ấy, nói là tại sao em làm y như anh mà tại sao vẫn bị vội hóa. Thực sự là không y như đâu nhá, bởi vì bạn đã sót mất bước này, đó là bạn đã không chọn, bởi vì là mặc định là sẽ ở cái mục là giữ lại dữ liệu, mặc định là ở cái mục này thì chúng ta ấn vào nâng cấp thì nó sẽ vẫn giữ lại dữ liệu và vẫn hoàn thường. Mà bây giờ chúng ta phải chọn này, cái này thì mình cũng không rõ để làm gì thì mình bỏ qua, mình sẽ chọn là Quick Flash Mode nhá. Thì khi chúng ta kích vào Quick Flash Mode này thì nó sẽ là flash sạch sẽ máy chứ không phải là update. Đó, ấn vào Quick Flash Mode nhá, sau đó chúng ta ấn vào nâng cấp này. Thì ở đây nó có thông báo, một số thông báo như là an toàn và kết nối dây cáp này, hoặc là cái thứ này và thông báo vào máy này. Thì chúng ta đọc để biết thôi, chứ còn quan trọng nhất là chúng ấn vào lát để thực thi nhá. Đó, thì bây giờ nó sẽ chạy này. À, máy tắt này nhá. Ở trên này nó sẽ thông báo là sẽ mất khoảng 15 phút để chạy. Mất khoảng 15 phút thì chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi, có thể nhanh hơn, có thể sẽ lâu hơn 15 phút một chút. Cứ đến khi nào nó không báo lỗi thôi, còn nếu nó báo lỗi thì chúng ta sẽ làm lại. Thì trong trường hợp báo lỗi như nào thì anh em có bình luận vào dưới video để mình sẽ giải thích nhé. Đó là trường hợp lỗi. Còn bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi nhá. Bây giờ là 19% và chúng ta sẽ chờ đợi khi nào máy tính cũng như là điện thoại khởi động lại là xong. Đó. Ok nhá. Đó. Khi ở trên máy tính đã báo chúc mừng Flash sẽ thành công ấy, đồng nghĩa là việc là chúng ta đã kết thúc quá trình update trên máy tính. Thì bây giờ là đến quá trình update trên điện thoại, thì bây giờ chúng ta có thể rút cáp được rồi nha. Đây, bây giờ rút cáp thoải mái, không sợ vì lo gì cả, mất điện cũng vô tư, bởi vì bây giờ là hiện tại là cái firmware đã nạp vào trong điện thoại rồi, đến bây giờ đến bước cài đặt ở điện thoại thôi. Thì cái này là chúng ta cũng sẽ phải chờ đợi trong vòng khoảng 5 phút nhé thì mới xong. Đó, cái này thì chúng ta cũng phải kiên nhẫn này. Đó, bây giờ rút cáp thoải mái rồi, bây giờ không sợ rồi, điện thoại đã sống rồi đúng không? Đó. Một cái vấn đề là rất là thú vị ý, là khi chúng ta flash iPhone ấy thì chúng ta không cần quan tâm nhiều đến phần trăm pin là bao nhiêu. Nhà sản xuất thì người ta khuyến cáo lên để 2% pin, nhưng mà mình hiện tại để con này pin thấp nhưng mình vẫn yên tâm để mình chạy. Và iPhone thì rất khó để chết trong trường hợp mà không bao giờ nó, mình gần như là chưa gặp, hoàn toàn chưa bao giờ mình gặp là bị break luôn. Bởi vì như Android thì có thể bị break là mất bút, hoặc là có thể là sẽ không lên được do phần mềm, nhưng là iPhone thì không bao giờ xảy ra trường hợp như vậy. Khi mà chúng ta chạy ROM mà bị lỗi thì nó sẽ luôn luôn treo ở cái trạng thái recovery. Còn nếu chúng ta đổi máy bị lỗi như vậy mà dùng máy tính của chúng ta không được ấy, chúng ta đổi máy tính khác chúng ta chạy, mà đổi máy tính khác chúng ta chạy không được ấy, chúng ta đổi cáp chúng ta chạy cũng không được ấy, thì chắc chắn một điều là chiếc máy đấy là đã bị liên quan đến chip bị lỗi rồi, phần cứng đã bị lỗi rồi thì nó mới chạy không được. Thì cái bảng danh sách, nó có những cái bảng danh sách là lỗi. Ví dụ như Apple người ta sẽ báo là lỗi gì đó, rồi lỗi -2, -3 hay là lỗi -1, -0 cái gì gì ấy.
thì mình không nhớ rõ lắm đâu. Thì trên những cái bảng thông báo lỗi đấy thì chúng ta biết là nó lỗi hỏng linh kiện gì, thì các bạn có thể tham khảo trên Google nhé. Thì nó rất là nhiều để chúng ta biết được là sản phẩm chúng ta bị hỏng cái gì. Và những cái lỗi liên quan đến cái vấn đề là chip ở trên điện thoại iPhone ấy, thì hiện tại bây giờ ở Việt Nam chúng ta cũng sửa tương đối là dễ dàng rồi và cũng rất là bền, bởi vì đội ngũ kỹ thuật cũng như là thiết bị nó hỗ trợ để sửa chữa phần cứng cho iPhone nó rất là nhiều. Đấy, thì người dùng iPhone người ta vẫn yên tâm ở cái mức đấy. Đây, và cái thứ hai nữa là rất là nhiều anh em hỏi mình là tại sao cái đèn này nó nháy nhá. Đấy, thi thoảng nó nháy màu tím ấy, thì chắc chắn là một điều là cái đèn đấy là đèn hồng ngoại và mắt thường chúng ta sẽ hoàn toàn không nhìn thấy, mà khi ở trên camera chúng ta nhìn thấy, bởi vì là camera là nó nhìn được ánh sáng hồng ngoại, còn mắt thường thì chúng ta nhìn không bao giờ chúng ta nhìn thấy đâu nhá. Đây là cái cảm biến ánh sáng của điện thoại đấy. Đây thì bây giờ nó kích hoạt xong rồi thì nó như trạng thái ban đầu này, anh em thấy không, nó y như lúc mà chúng ta mới mua máy ấy. Nó ở cái trạng thái như này, chúng ta sẽ chọn tiếng Việt nha, Việt Nam để chúng ta kích hoạt. Và cái này thì nó sẽ yêu cầu là phải có mạng, một là chúng ta có thể dùng wifi, hai là chúng ta có thể dùng 4G. Đó, lắp sim vào. Đây, đó, yêu cầu phải có mạng nha. Đó. Cái này nó sẽ kết nối đến server của Apple để nó kích hoạt đấy, chứ không phải là chỉ kích hoạt trên điện thoại giống như sản phẩm Android. Đó. Bây giờ nó đang kết nối đến server của Apple để kích hoạt. Nếu trong trường hợp của ai cả lao ấy là nó sẽ báo qua cả lao. Đó, nó sẽ báo qua cả lao luôn nhá. Còn nếu mà trong trường hợp mà không ai lao thì nó sẽ vào bên trong luôn. Đó, ngay cái anh em kiên nhẫn chờ đợi nhé. Tất cả chỉ là chờ đợi thôi, không nên vội vàng một cái gì cả. Server kết nối càng nhanh thì nó sẽ kết nối cái này càng nhanh, còn không thì nó sẽ chậm hơn. Đó, rất là đơn giản đúng không? Đây, bây giờ là cái sản phẩm này đã không ai cả lao. À, cái bạn ở trong Sóc Trăng ấy, bạn báo mình là cái của em ai cả lao em nhớ, nhưng mà mình nghĩ chắc là bạn không bật cái tìm iPhone lên. Khi chúng ta không bật tìm iPhone lên thì đồng nghĩa việc là cái ai cả lao đấy chỉ ở trên trạng thái là lưu trữ dữ liệu thôi, chứ không có khóa ai cả lao ở trên thiết bị lại. Đó, thì nó sẽ xảy ra trường hợp như này. Thế nên bạn bị mất cái máy này ấy, thì người khác người ta nhặt được hay người ta trộm bạn ấy, thì người ta thực hiện cái bước này của mình thì là người ta vẫn có thể dùng được. Đó, bởi vì là bạn đâu có bật tìm iPhone đâu, đúng không? Đấy nhá. Đó, thế nên là mình làm cái clip này thì nhiều, ngay ở cả trên TikTok ấy, nhiều anh em bảo là mình tiếp tay cho trộm. Nhưng mà cái vấn đề đấy là cũng là thực tế, cũng là một phần là mình tiếp tay cho người ta ăn trộm. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình muốn làm cái clip để mình hướng dẫn tất cả mọi người có thể tự làm được tại nhà khi mà mọi người quên mật khẩu thôi. Thực sự là cái trường hợp quên mật khẩu rất ít xảy ra, mà trường hợp bị mất trộm hay mất cắp là sẽ là nhiều hơn. Đó, nhưng mà anh em phải thông cảm là mình bán online rất là nhiều ấy, và khách hàng của mình thì hay bị trường hợp như này mà hỏi. Bạn bị này đơn giản thôi, ví dụ bạn bè treo nhau đặt này, hay là con cái trẻ con nó đặt mà nó không nhớ, hay là trong bất cứ trường hợp nào đó mà anh em đãng trí chẳng hạn, anh em quên. Đó, thì anh em có thể là dùng cái này của mình để không phải ra ngoài tiệm mà làm, bởi vì ngoài tiệm hiện tại bây giờ xử lý cái này thì rẻ phải 100 mà không thì vài trăm nghìn. Đó, mà khách hàng bên mình mua thì mình không muốn khách hàng mất tiền những cái việc nhỏ nhỏ đấy, mà mình sẽ làm một clip để mình hướng dẫn khách hàng thôi. Đó, đơn giản như vậy. Anh hiểu thì cho mình một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhá. Và nếu anh em muốn mua hàng bên mình ấy thì anh em có thể vào website mlm.vn, ở trên đấy thì mình có rất nhiều sản phẩm để anh em xem. Anh em chat trực tiếp với cả website hoặc là anh em có thể chat với Facebook bên mình là mlm.vn luôn để anh em hỏi tình trạng hàng. Bên mình có ship COD toàn quốc cho anh em nhé. Em nhận được hàng ok tất cả các thứ, anh em phải thanh toán và bên mình bảo hành 1-1 ít nhất là 45 ngày. Tất cả chi phí chuyển đi chuyển về bên mình sẽ hoàn toàn chịu, đó là anh em hoàn toàn yên tâm. Bên mình đã bán online rất là nhiều đó. Cảm ơn xem clip nha, chào và hẹn gặp lại anh em.